Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại tầng 4 trung tâm thương mại Vincom Ocean Park. Và bây giờ đã đến giờ gọi là giờ ăn trưa rồi, cho nên gọi là mọi người tập trung lên tầng 4 để ăn uống và cùng gia đình của mình trải nghiệm những cái quán ẩm thực tại đây. Hầu như bây giờ những cái quán ẩm thực tại đây rất là đông người luôn cô chú chị ạ. Quán nào cũng rất là đông. Quán nào cũng rất là đông luôn. Thế thì sẽ đi một vòng tầng 4 để cô chú anh chị xem được ở đây nó gồm có những cái món gì nhá. Đây. Món Hàn Quốc này. Ok, thank you. Quán nào cũng đông của chị ạ. Chào anh ạ. Ok, cảm ơn em. Đây, Mr. Duck Rabi này. Chỉ từ 129.000 hai người luôn. Đấy. Thiên Định đi một vòng công ty, Thiên Định sẽ vào một cái quán nào đấy, Thiên Định review cho cô chú xem. Thiên Định đã đặt bàn và đặt món ở cái quán Nét Huế rồi. Tí nữa Thiên Định sẽ review cô chú anh chị chúng ta cái quán Nét Huế nhá. Nét Huế rất là nổi tiếng luôn ở bên Tham, bên Roy. Một số các cái vị trí của Nét Huế thì Thiên Định lúc nào cũng thấy Nét Huế rất là đông. Tí nữa Thiên Định sẽ vào Nét Huế và review. Đi một vòng thì đúng là không biết ăn quán gì luôn, là tại vì quá nhiều món. Đấy. Có quá nhiều món luôn. Đồ uống rồi đồ ăn rất là nhiều, cho nên gọi là khó mà lựa chọn cho mình một cái món gì đấy. Chắc Thiên Định phải mỗi ngày Thiên Định lên ăn là gì với một món như này bây giờ. Quán BBQ Han Sang này của Trung Quốc à? À Korea. Đấy. Mà còn chưa khai trương cơ. Bên này còn có cái khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em nữa cô chú chị ạ. Khu vui chơi này, trò chơi này, game. Game xe tăng à, đồng chất thế. Thế là ăn uống xong rồi chúng ta vào đây để chúng ta chơi. Đây ở đây có Fried Chicken. Quán này đồng thế. Đúng là ngày khai trương rất là đông luôn cô chú chị ạ. Đây thì mình sẽ quay review các cái món luôn cho cô chú chị xem này. Đây là buffet nha cô chú chị nha. Buffet Bukki Korea Hàn Quốc. Quán ăn Hàn ở đây khá là nhiều. Kem Tràng Tiền này cô chú chị này. Kem Tràng Tiền. Chị ơi, ở đây có free miễn phí không? Mua 2 tặng 1 à. Đấy, đang chết không mua 2 tặng 1 nha cô chú chị nha. Đây là Auti Enner là cái gì nhỉ?
Chào ạ. Ừ, bên mình là món gì đấy? Bánh nướng anh ạ. Bánh nướng? Ừ. À, chuyên về bánh nướng à? À, à, ừ. À ừ, ok. Đấy, thế mình sẽ review luôn, đây là quán bánh nướng của chúng chị nhá. Ok. Rất nhiều bánh luôn. Đây là bánh làm luôn, trực tiếp tại quầy luôn của chị Triệu. Đấy. Rất là tuyệt vời. Ở đây là cái quầy coffee này. Zhihetang Tea and Coffee. Ở bên đây là buffet. Dạ, em chỉ là đi review thôi, em chưa ngồi lại. Ok, thank you. Cảm ơn anh. Ok. Chào ạ. Cảm ơn. Đấy, quán cũng khá là đông luôn cô chị ạ. Nam kêu bằng quán này tên là gì không? Nam Huy. Tên quán đọc là như nào em? Đây là Lẩu Man Hoa anh ạ. Mà, cái gì? Lẩu Man Hoa. À, Man Hoa cô chị ạ. Đây là lẩu nha, chuyên lẩu Man Hoa Đài Loan cô chị ạ. Đài Loan hot pot. Taiwan. Nếu như chúng ta đi lên tầng 4 mà thấy hơi ấy thì chúng ta có thể là, nếu chúng ta mệt chúng ta có thể đi thang máy đây có gì ạ. Đây là con game, ăn chơi xong chúng ta có thể chơi game. Rất là đông luôn, mọi người ăn thịt trâu rất là đông. Đây là thêm kichi lẩu băng chuyền kichi của chị ạ, rất là đông luôn. Đây là có thu phòng thu âm online luôn của chị ạ, khu vực này là phòng thu âm online, chúng ta vừa hát karaoke vừa thu âm luôn. Ở đây là Giu. Ôi ơi, buffet nướng lẩu Hàn Quốc quá đông luôn.
cửa rồi. Dã man. Quá đông luôn của chú chị ạ. Mình thấy lẩu nướng gọi là cực kỳ đông. Đây xong rồi họ. Vâng, và bây giờ Thiên Định sẽ vào nét Huế của chị ạ. Món ra không biết ra chưa? Vẫn chưa ra món cơ. Ra màn nét Huế rất là đông luôn. Kinh nhỉ. Giá man mãi vẫn chưa ra à anh? Ôi, cái quán bên này đông. Quán nhà cái đứa mà nhà một trăm đấy. Không. Quán nhà đó đây. Vui đấy. Vui vui là khác, còn vui như người khác. Đấy, quán nhà nó đấy. À thì áo là nhà nó ở, ta mình mới mà, bên kia. Nó một chỗ đấy.